Bài trình bày hôm nay của tôi là về cái dinh dưỡng cho bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Về nội dung thì đầu tiên chúng tôi rất muốn nói về cái tình trạng là suy dinh dưỡng với một cái thể đặc biệt, đó là hao mòn protein năng lượng ở nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ khá là phổ biến. Từ đó chúng ta có cái nhìn tại sao mà chúng ta cần phải đánh giá cái dinh dưỡng của nhóm bệnh nhân này và có những cái guideline hướng dẫn cũng như cập nhật các khuyến cáo quốc tế để làm sao chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng để phòng ngừa cái tình trạng suy dinh dưỡng hao mòn protein năng lượng. Đồng thời thì tôi cùng các bạn sẽ thực hành xây dựng các cái bữa ăn trong ngày cho một cái bệnh nhân lọc máu chu kỳ cụ thể. Như các anh chị thấy thì vấn đề dinh dưỡng và chuyển hóa đối với bệnh lý thận thì đã được quan tâm từ rất lâu, và chúng ta có những cái hội quốc tế nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề này. Và ngay từ những năm 2007 thì chúng ta đã có những cái khái niệm đầu tiên về một cái tình trạng dinh dưỡng khá là đặc biệt ở cái nhóm bệnh nhân bệnh thận mạn tính. Đó là một cái tình trạng rối loạn dinh dưỡng và chuyển hóa, đi kèm theo đó nó là sự mất đồng thời cả protein và dự trữ năng lượng của cơ thể một cách có hệ thống, và dẫn đến bệnh nhân có cái tình trạng mất cái khối cơ, mất lớp mỡ dễ ra và suy mòn cơ thể. Họ đưa ra cái khái niệm đó là cái hội chứng hao mòn protein năng lượng ở nhóm bệnh nhân bệnh thận mãn tính. Các cái nghiên cứu gần đây cho thấy thì cái tỷ lệ mắc cái suy dinh dưỡng hao mòn protein năng lượng này là tương đối cao, đặc biệt là ở nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Có các nghiên cứu cho thấy nó lên tới từ 28% đến 54%. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra là tại sao cái nhóm bệnh nhân bệnh thận mạn, đặc biệt là nhóm bệnh nhân bệnh thận cuối lọc máu chu kỳ lại có nguy cơ cao của cái hội chứng này như thế? Thì các bạn nhìn vào trong cái sơ đồ này đây thì những cái bệnh nhân bệnh thận mãn tính lọc máu chu kỳ phải đối mặt với rất nhiều các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là họ có một cái chế độ ăn khởi điểm khi mà bắt đầu điều trị theo dõi các bệnh lý về bệnh thận mãn đã phải có một chế độ ăn khá là ngặt nghèo, giảm protein, rồi điều chỉnh các cái chế độ ăn nước muối, canxi, phốt pho khá là phức tạp. Nên khi mà bước vào cái giai đoạn lọc máu chu kỳ, nhiều bệnh nhân vẫn còn giữ những cái thói quen sinh hoạt cũ và ảnh hưởng đến cái dinh dưỡng đầu vào. Ngược lại thì chính cái chức năng thận bị mất và các cái chất độc trong uremic trong cơ thể khá là cao, nó cũng ảnh hưởng đến cái hệ thống tiêu hóa của bệnh nhân, cũng như giảm cái cảm giác thèm ăn. Do đó thì cái dinh dưỡng đầu vào cho bệnh nhân nó rụt giảm. Rồi nhiều bệnh nhân gặp cái tình trạng liên quan đến cái việc quản lý cân khô, liên quan đến quản lý dịch chưa tốt, đã thể gặp rất nhiều các cái tình trạng như quá tải dịch, khó thở, rồi suy tim, các thứ đều làm cho ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa của mình. Rồi rất nhiều các cái phản ứng viêm, nhiều gốc tự do giải phóng ở cái nhóm bệnh nhân bệnh thận mãn tính cũng như bệnh nhân lọc máu chu kỳ cũng làm giảm cái khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng của cơ thể. Rồi rất nhiều các bệnh lý đi kèm, ví dụ như bệnh lý đái tháo đường, bệnh lý tim mạch, nhiễm trùng, hay là những cái bệnh nhân có cái tụt cao, rồi những cái rối loạn về mặt hormone, ví dụ như bệnh nhân có cái kháng insulin, ví dụ như có rối loạn canxi phốt pho cường cận giáp thứ phát, ví dụ như thiếu hụt vitamin D. Rồi những yếu tố liên quan đến quá trình lọc, ví dụ như có những nghiên cứu người ta thấy rằng là trong cuộc lọc tùy loại màng, tùy số lần sử dụng lại
mà cái lượng axit amin, lượng purin có thể mất trong cuộc lọc có thể lên tới 2 gram trong mỗi cái lần lọc. Và tự chung nhiều yếu tố như thế thì nó dẫn đến một cái quá trình hao mòn dần purin trong cơ thể. Và cũng nhiều nghiên cứu họ cũng nói rằng là chính những nhóm bệnh nhân này nó có một cái quá trình chuyển hóa khá là cao và nó gây nên cái tình trạng mất cả năng lượng nữa. Và đó là kết cục của cái hội chứng hao mòn purin năng lượng. Hậu quả của nó thì chúng ta thấy nó khá là nhiều. Nó liên quan trực tiếp đến các vấn đề, các cái biến cố về mặt tim mạch. Nó liên quan đến cái tỷ lệ nhập viện, các cái tỷ lệ tử vong hay là giảm cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Đây một nghiên cứu gần đây người cho ta thấy rằng với một cái chế độ ăn tốt so sánh với những cái chế độ ăn mà dinh dưỡng kém dẫn đến cái tình trạng suy dinh dưỡng từ nhẹ cho đến nặng thì nó đều liên quan đến cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Một cái đặc điểm cũng khá là dễ nhận thấy, ví dụ như chúng tôi khi làm các cái can thiệp về đường vào mạch máu ở nhóm bệnh nhân lọc máu, khi mà nhìn nhận những bệnh nhân mà có cái tình trạng suy dinh dưỡng nặng thì các bệnh nhân này thường có một cái đường vào mạch máu tương đối là khó khăn, tỷ lệ trưởng thành của AVF là kém hơn và cái tỷ lệ nhiễm trùng cũng cao hơn, rồi cái tỷ lệ thất bại sau khi một thời gian sử dụng cũng nhiều hơn. Do đó thì cái vấn đề dinh dưỡng cũng như xác định cái tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân, đặc biệt là nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ là rất quan trọng. Chính vì thế trong cái bài báo cáo này tôi rất muốn chia sẻ một cái con đường từ cái giai đoạn chúng ta sàng lọc chẩn đoán cho đến chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa dựa trên chế độ ăn của bệnh nhân. Và khi chúng ta có những cái chế độ ăn tư vấn chính xác rồi mà không cải thiện được cái tình trạng suy dinh dưỡng, chúng ta sẽ có những cái can thiệp về điều trị, từ can thiệp về đường đường uống đường ăn uống cho đến những cái can thiệp mà nuôi dưỡng qua sông, rồi đến những cái dinh dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Sau đây tôi sẽ bắt đầu từ cái giai đoạn đầu tiên. Như vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao chúng ta có thể đánh giá được cái tình trạng dinh dưỡng của mình, liệu nó có tốt không hay nó đang có xu hướng kém đi, và liệu có nguy cơ của cái hội chứng hao mòn purin năng lượng không. Một cái công cụ đơn giản nhất mà chúng ta có thể sử dụng để đánh giá đó là thói quen ghi lại cái nhật ký của chế độ ăn. Có nhiều bệnh nhân khi đến khám với chúng tôi thì khi chúng tôi có tư vấn về vấn đề ghi chép về chế độ ăn của mình thì những cái lần tái khám tiếp theo thì bệnh nhân thường là không ghi chép, tỏ ra hoài nghi về về cái công việc này. Nhưng thực chất rằng là khi các bạn có những bệnh lý bệnh thận mãn tính, đặc biệt là nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ, thì cái việc ghi chép lại cái nhật ký ăn uống của mình là vô cùng quan trọng. Bởi vì sao? Ghi chép nhật ký chế độ ăn tức là mình ghi lại những cái thông tin về lượng thức ăn, về loại thức ăn cũng như nước uống trong ngày của bệnh nhân, và nhìn vào đó chúng ta sẽ thấy được là có sự tăng giảm hay nó ổn định. Và bệnh nhân hoàn toàn có thể đối chiếu cái chế độ ăn đó của mình với những cái với cái tình trạng sức khỏe mà bệnh nhân tự cảm nhận thấy, mà tôi sẽ hướng dẫn ở những phần tiếp theo, hay là so sánh với những cái xét nghiệm, các cái chỉ số xét nghiệm mà bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân, để từ đó bệnh nhân có những cái kinh nghiệm hơn trong cái việc tự điều chỉnh chế độ ăn của mình dưới sự hướng dẫn của các cái chuyên gia dinh dưỡng cũng như bác sĩ thận lọc máu. Ngày nay thì nó có khá là nhiều các cái công cụ để cho phép chúng ta ghi lại cái nhật ký một cách dễ dàng hơn. Ví dụ như những cái phương pháp truyền thống chúng ta có thể ghi trong cái quyển sổ. Rồi hiện đại hơn thì nó có những cái ứng dụng trên các cái điện thoại thông minh của chúng ta bây giờ rất sẵn có, ghi lại được những cái loại thực phẩm của chúng ta có thể ăn. Và đồng thời trong cái phần mềm đó nó cũng tính toán luôn cho mình các cái lượng về mặt calo, protein, lipid cũng như các đường trong thành phần chế độ ăn
trong cả một ngày ăn của mình mà giúp cho cái việc tính toán của mình những chế độ ăn kiêng liên quan đến bệnh thận mãn và lọc máu khá là chính xác hơn. Bạn một cái công cụ tiếp theo nữa là các bạn hoàn toàn có thể tự làm được, đó là đo chính cái cân nặng của mình và kết hợp với cái chiều cao, chúng ta sẽ tính ra được cái chỉ số BMI của cơ thể nó bằng cân nặng đơn vị kg chia cho chiều cao bình phương đơn vị là mét. Và đây là chính là một cái bảng chúng ta thấy phân loại về cái chỉ số BMI của các nghiên cứu người ta cho thấy rằng những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng nhẹ cân BMI mà dưới 18 thì cái nguy cơ mà của cái bệnh suy dinh dưỡng hao mòn brain năng lượng là khá là cao. Rồi những cái tình trạng thừa cân thì không có vẻ như không có những bằng chứng liên quan lắm. Tuy nhiên thừa cân béo phì thì lại liên quan đến các cái biến cố về mặt tim mạch. Do đó duy trì một cái cân nặng thích hợp với cái chỉ số BMI ở trong giới hạn bình thường là một trong những tiêu chí các bệnh nhân cần nắm được và để đánh giá. Và đây là cái khoảng bình thường mà các anh chị cần phải nắm được. Đó là BMI từ 18,5 cho đến 24,9. Một cái công cụ thứ ba mà các anh chị có thể thực hiện được, ước lượng ở nhà được, hoặc là chúng ta có cái thước đo về cái độ dày của nếp béo da. Nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta thấy là chúng ta có tới 7 cái vị trí để đo được cái nếp béo da. Cái nếp béo da này nó phản ánh điều gì? Nó phản ánh cái tổ chức da và dưới da của cơ thể. Và đây là một trong những cái chỉ số nó phản ánh khá là trung thực cái khối lượng mỡ trong cơ thể của chúng ta. Và nó liên quan trực tiếp đến cái vấn đề về hao mòn năng lượng, liên quan đến hao mòn dự trữ năng lượng ở cái nhóm bệnh nhân suy dinh dưỡng lọc máu chu kỳ. Chúng ta thấy có thể đo ở nhiều cái vị trí khác nhau, ví dụ như chúng ta có thể đo ở vùng ngực, chúng ta có thể đo ở cái vùng nách giữa, hay chúng ta có thể đo các vị trí ở vùng bụng rồi vùng đùi, hay là vị trí ở vùng giữa cái xương bả vai và cột sống, rồi là vùng giữa cánh tay ở cái cơ tam đầu đó. Và sau khi chúng ta đo được rồi thì chúng ta có một cái bảng về phân loại về cái mức độ cái độ dày nếp béo da và họ tính toán so sánh với cái khối lượng mỡ của cơ thể dựa trên các bảng đồ biểu đồ có so sánh giữa nhóm tuổi với cái nếp béo da và chúng ta có những cái phân loại về ví dụ như có cái lượng mỡ nó khá là ít hay là cái lượng mỡ đạt được cái giới hạn tốt hay là có cái tình trạng dư thừa béo phì. Một công cụ nữa mà chúng ta có thể làm được ở nhà đó chính là đo chu vi vòng cánh tay, vòng giữa cánh tay. Ở cái vị trí giữa cánh tay này chúng ta dùng thước dây để đo. Và sau khi đo xong thì chúng ta cũng có những cái thang điểm để cho thấy rằng là nó nằm ở giới hạn bình thường hay hay không. Ý nghĩa của cái chỉ số này là như thế nào? Chu vi của vòng cánh tay, nếu sau khi chúng ta trừ đi cái độ dày của nếp béo da, chúng ta hoàn toàn có thể tính được. Chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái khối lượng cơ của cơ thể. Và do đó với cái chỉ số này cũng là một trong những cái marker để đánh giá khối lượng cơ. Mà chúng ta biết đấy, trong cái hội chứng hao mòn brain năng lượng, cơ là một trong những cái tổ chức mà có khá là thành phần brain khá là nhiều. Mà nếu cái cơ nó bị hao mòn, bị teo đi thì đó là một trong dấu hiệu chúng ta nhận ra dễ thấy cái vấn đề liên quan đến cái hội chứng hao mòn brain năng lượng ở nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Ngày nay thì khoa học phát triển thì một số máy dựa trên đo cái độ điện giật trong cơ thể, người ta hoàn toàn có thể xác định được các cái thành phần trong cơ thể, ví dụ như khối lượng của bệnh nhân hiển nhiên rồi, rồi có thể đo được cái
cái khối cơ của cơ thể là bao nhiêu, có thể đo được cái phần trăm mỡ trong cơ thể là bao nhiêu, có thể đo được cái lượng nước trong cơ thể là bao nhiêu. Và cái máy này thực sự là có hữu hiệu đối với bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Chúng ta biết được là bệnh nhân có tình trạng thừa dịch hay không, rút cân có đủ không, chúng ta biết được luôn các cái chỉ số quan trọng để đánh giá cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Và hy vọng trong tương lai những cái máy này sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trong các cái trung tâm lọc máu của chúng ta. Sau khi mà chúng ta có những cái công cụ mà hoàn toàn có thể đánh giá được ở nhà, thì chúng ta có thêm các cái xét nghiệm chuyên sâu để đánh giá chính xác hơn cái tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Ví dụ như bệnh nhân được định kỳ làm về cái chỉ số về albumin máu, làm về pre-albumin máu, hay là làm về các cái protein vận chuyển, ví dụ như transferritin. Nếu chỉ số này giảm thì đó cũng là một cái dấu hiệu để cho thấy là cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nó không được tốt lắm. Và các bạn thấy trên cái nghiên cứu này ạ, họ có so sánh giữa cái nồng độ albumin máu với cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân, và chúng ta thấy đấy, albumin máu càng giảm thì cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân càng cao. Những bệnh nhân mà dưới 30 gram trên lít thì cái tỷ lệ tử vong so với cái nhóm mà trên 42 gram trên lít này lên tới 8,22 lần. Và như vậy thì qua những nghiên cứu này, người ta thấy là với cái chỉ số albumin dưới 3,8 hay là dưới 38 gram trên lít là một trong những cái dấu hiệu cho thấy cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân xấu đi và tiên lượng cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Các cái bộ xét nghiệm mỡ máu của bệnh nhân bao gồm có cholesterol toàn phần, triglycerides, HDL hay LDL thì cũng phản ánh một cách trung thực cái dự trữ lipid trong cơ thể, và nó cũng liên quan trực tiếp đến cái hội chứng hao mòn purin năng lượng và cũng liên quan đến cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân. Các bạn thấy đấy, với các cái cholesterol mà không phải HDL, tức là không phải là cái cholesterol tốt ấy, mà nếu cái nồng độ của nó khá là thấp thì các bạn thấy cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân cũng giảm đáng kể khi so sánh với cái cholesterol ở mức độ bình thường. Ngoài ra chúng ta còn có nhiều cái xét nghiệm nữa, ví dụ như xét nghiệm hemoglobin đánh giá cái tình trạng thiếu máu cũng là một trong những cái hệ quả của cái vấn đề suy dinh dưỡng gây ra. Rồi chúng ta có thể làm cái xét nghiệm creatinine máu. Nhiều bệnh nhân khi đến với chúng tôi với một cái thân hình khá là nhỏ, suy kiệt, và chúng tôi làm xét nghiệm creatinine máu lên thì cái chỉ số này khá là thấp so với cái nhóm bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ. Tưởng như thế là tốt, tưởng như thế là hiệu quả lọc tốt, nhưng không phải, nó phản ánh chính cái dinh dưỡng đưa vào cơ thể nó quá kém, dẫn đến không có những cái vật chất để chuyển hóa, và cái nồng độ creatinine máu cũng như ure máu khá là thấp, mặc dù ở cái xét nghiệm ở cái ngày mà chưa lọc máu. Rồi chúng ta có thể đánh giá qua cái chỉ số acid uric, cũng là một cái chỉ số phản ánh nên cái tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân. Đa phần thì những bệnh nhân lọc máu chu kỳ do thận không khả năng đào thải được acid uric nên là thường có các cái nồng độ của acid uric tích dần và cao trong máu. Tuy nhiên là nhóm bệnh nhân suy dưỡng suy kiệt thì cái chỉ số này lại khá là thấp. Phosphor máu cũng như thế, cũng là một cái chất mà khó được đào thải khi mà thận suy, cũng như những cái màng lọc thông thường thì cũng rất khi là khó đào thải. Và cái nồng độ của phosphor máu bao giờ cũng cao, gây nên tình trạng rối loạn canxi phosphor nặng hơn là những cái vấn đề liên quan đến cường cận giáp thứ phát. Và nếu cái phosphor máu này ở cái giới hạn thấp thì lại không phải là một cái dấu hiệu tốt cho bệnh nhân, mà nó phản ánh một cái vấn đề liên quan đến tình trạng suy dưỡng của bệnh nhân ạ. Tự chung lại tất cả những công cụ, từ những cái công cụ các anh chị có thể tự đánh giá ở nhà cho đến những cái xét nghiệm chuyên sâu theo khi mà bác sĩ tiếp nhận những cái thông tin các anh chị phản ánh. Ví dụ như các anh chị ghi lại nhật ký và các anh chị thấy rằng là sau khi tính toán quy đổi từ những cái thành phần dinh dưỡng các bạn ăn vào mà thấy được rằng là cái lượng protein ăn vào hàng ngày của anh chị
0,8 gram trên kg cân nặng trong vòng 2 tháng ở nhóm bệnh nhân lọc máu, hay là cái lượng năng lượng mình đưa vào nó chỉ dưới 25 kilocalo trên gram cân nặng trên ngày trong vòng 22 tháng gần đây, thì đó là những cái dấu hiệu để các bác sĩ làm thêm các cái xét nghiệm chuyên sâu hơn. Hay là các cái chỉ số khối cơ của cơ thể các bạn sẽ thấy, ví dụ như nó đang giảm 5% trong vòng 3 tháng hay giảm 10% trong vòng 6 tháng, thì chúng ta so sánh với các thời điểm ban đầu và sau 3 tháng hay sau 6 tháng. Hay là các cái chỉ số về cái chu vi vòng cánh tay cũng giảm trên 10% so với cái giá trị bình thường ở cái cộng đồng khỏe mạnh. Hay là bệnh nhân có cái xuất hiện tình trạng creatinine tự dưng thấp và bất thường, thì cũng đều là các cái yếu tố phản ánh lên cái tình trạng hao mòn creatinine, teo cơ, mất cơ của bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Rồi cái chỉ số khối BMI có thể dưới 23 kg trên mét vuông, hay là có cái tình trạng giảm cân nặng quá 5% trong 3 tháng hay 10% trong 6 tháng, thì đều liên quan đến, đều là các tiêu chí để chúng ta chẩn đoán cái suy dinh dưỡng hao mòn với năng lượng. Và khi đó bác sĩ làm thêm các xét nghiệm, ví dụ như albumin máu dưới 38 gram trên lít như tôi đã đề cập, hay prealbumin máu dưới 300 mg trên 100 ml, rồi cái nồng độ cholesterol máu dưới 100 mg trên 100 ml, thì đó là đều là các cái tiêu chuẩn để đánh giá. Và theo các cái guideline hướng dẫn rằng chúng ta chỉ cần có ít nhất là 3 trong số 4 tiêu chí này thì chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán được bệnh nhân này có cái tình trạng suy dinh dưỡng hao mòn protein năng lượng. Vậy thì sau khi chúng ta xác định được tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân rồi, dựa trên những cái công cụ chúng tôi đã đưa ra, xác định được bệnh nhân này có tình trạng dinh dưỡng bình thường hay có cái tình trạng suy dinh dưỡng, thì chúng ta sẽ cần phải có cái chế độ điều trị, tư vấn điều trị về mặt. Nếu bệnh nhân có cái chỉ số dinh dưỡng bình thường, hoặc đối với những bệnh nhân mà được theo dõi điều trị từ giai đoạn bệnh thận mạng cho đến vào giai đoạn lọc máu, thì bệnh nhân cần phải có một cái chế độ ăn dinh dưỡng dự phòng để tránh cái hệ quả, tránh cái hội chứng suy hao mòn về năng lượng xảy ra. Bởi vì khi xảy ra rồi thì cái việc điều trị cực kỳ là khó khăn và có nhiều biến chứng. Ở đây các bạn thấy đấy, để xây dựng một cái chế độ ăn thì chúng ta cần phải hiểu được là cái chế độ dinh dưỡng của mình, cái thức ăn của mình nó có những thành phần gì. Các bạn thấy nó gồm có đường này, nó gồm có protein này, gồm có lipid này, rồi các cái vitamin cũng như các cái khoáng chất, và một thành phần nữa đó là nước. Và chúng tôi cập nhật rất nhiều các cái guideline về điều trị bệnh thận trên thế giới, ví dụ như KDQ hay KDGO, hay là những cái tổ chức liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa của châu Âu về bệnh thận. Và chúng tôi cập nhật và xây dựng lên một cái chế độ ăn. Tôi sẽ trình bày những slide tiếp theo. Đầu tiên như các anh chị thấy đấy, là cái thành phần đầu tiên mà quy đổi ra đó là cái thức ăn này cung cấp bao nhiêu calo năng lượng đưa vào. Và các guideline khuyến cáo, người ta khuyến cáo rằng đối với nhóm bệnh nhân CKD cũng như các bệnh nhân mà lọc máu hay sau ghép thận, thì cái lượng, cái năng lượng đưa vào nó phải từ 25 đến 35 kilocalo trên kg cân nặng. Những cái nghiên cứu gần đây thì họ ủng hộ với cái việc sử dụng cái năng lượng cao 35 kilocalo trên kg cân nặng trên ngày cho cái nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Nhưng chúng ta cần phải hiệu chỉnh với cái cân nặng của bệnh nhân, hiệu chỉnh với BMI của bệnh nhân, hiệu chỉnh với độ tuổi của bệnh nhân, cũng như hiệu chỉnh với các cái bệnh lý kèm theo của bệnh nhân, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như các bệnh lý tim mạch. Chẳng hạn như với bệnh nhân béo phì thì chúng ta có thể giảm bớt cái calo năng lượng này xuống dưới khoảng 30 kcal trên ngày đối với bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Và một cái thành phần tiếp theo chúng ta cần phải chú ý là
cái lượng purin đưa vào là bao nhiêu. Thì theo khuyến cáo, ta thấy rằng là chúng ta nên đưa vào cái lượng purin khoảng từ 1 cho đến 1,2 gram trên gram cân nặng trên ngày đối với bệnh nhân lọc máu. Chúng ta so sánh với cái nhóm bệnh nhân mà chưa lọc máu trước đó, CKD từ giai đoạn 3 đến 5, thì họ có một cái chế độ ăn ngặt nghèo, hạn chế purin hơn từ 0,6 đến 0,8 gram trên gram cân nặng trên ngày, được chứng minh là làm giúp cho cái việc mà giảm cái sự tiến triển của bệnh thận mãn tính. Vậy thì khi mà bước vào giai đoạn lọc máu rồi, khi mà chúng ta lọc máu đủ liều rồi, khi mà chúng ta kiểm soát các độc tố ure máu tốt rồi, thì chúng ta phải nâng cái chỉ số purin của bệnh nhân đưa vào tăng lên để bù lại những cái gì đã mất qua cơ chế lọc, như các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái quá trình hấp thu purin của cơ thể. Và người ta đưa ra khuyến cáo từ 1 đến 1,2 gram trên gram cân nặng trên ngày. Đây là những cái con số về mặt lý thuyết. Lát nữa tôi sẽ cùng các bạn thực hành tính toán làm sao trên từng cái thức ăn cụ thể chúng ta xây dựng lên một cách cụ thể, chuyển hóa từ những cái guideline, những lý thuyết này các bạn. Và có những cái nghiên cứu rằng là có thể đẩy lên tới 1.2, 1.4 gram trên gram cân nặng trên ngày đối với những bệnh nhân có tình trạng suy dinh dưỡng đó. Và chúng ta nên lựa chọn những cái protein có cái giá trị sinh học cao. Thì có một số nghiên cứu họ thấy rằng là có vẻ như protein từ thực vật thì nó có cái giá trị sinh học cao, tốt hơn so với động vật. Tuy nhiên thì tôi có đọc các cái bài tổng kết thì họ thấy rằng là cái bằng chứng nó thực sự nó chưa đủ đầy đủ để nói lên điều này. Và về mặt dinh dưỡng thì mỗi một loại thức ăn nó có những cái axit amin thiết yếu khác nhau, và khi chúng ta sử dụng đa dạng các nguồn thực phẩm khác nhau thì chúng ta sẽ thu nhận được các cái axit amin cần thiết cho cơ thể chúng ta, và chúng ta không có nên thiên quá về những cái nhóm thực phẩm nào. Một thành phần nữa nó chính là đường. Các anh chị ạ, đường nó là một trong yếu tố mà giải phóng năng lượng khá là cao. Về mặt khuyến cáo thì các anh chị nên lựa chọn những cái loại đường mà có cái chỉ số đường huyết cao, tức là nó làm tăng nhanh đường huyết sau ăn. Đó là những loại đường phức hợp, mà ví dụ như có nguồn gốc như từ lúa mì, lúa gạo nguyên cám hay lúa mạch. Đối với những loại đường chúng ta thường thấy đấy, như các loại đường chúng ta sau khi tinh luyện hay những đường đơn đấy, thì chúng ta nên hạn chế. Ngoài ra thì những cái nhóm bệnh nhân mà đái tháo đường, chúng ta cũng cần có những cái tuân thủ những cái nguyên tắc điều trị giảm thiểu cái lượng đường, điều chỉnh theo cái mức đường huyết của bệnh nhân cũng như đáp ứng với điều trị các thuốc tăng đường huyết. Thế còn chất béo thì chúng ta sẽ ăn như thế nào? Về mặt khuyến cáo thì những cái thực phẩm nào mà có cái sự cân bằng giữa các cái loại axit béo khác nhau, ví dụ như có cái thành phần axit béo đơn hay axit béo đa không bão hòa hay cholesterol mà cân bằng, thì đó là những cái nguồn chất béo khá là tốt. Họ thấy rằng những cái nguồn chất béo từ thực vật thì tốt hơn so với từ động vật, và do đó mà ta khuyến cáo nên sử dụng các cái dầu thực vật, dầu ô liu, dầu hoa cải hay dầu đậu phộng trong cái chế độ ăn của bệnh nhân. Một cái yếu tố quan trọng nữa như tôi đã trình bày ở đầu đó, đó là vấn đề về rau, về hoa quả, nó liên quan đến chất xơ. Tại sao lại nhấn mạnh cái điều này? Vì thực tế rằng thì nhiều bệnh nhân khi đến chúng tôi khá là sợ ăn rau củ quả, bởi vì nó có một nguy cơ đó là làm tăng kali máu. Nhưng mà các bạn thấy đấy, thì cái vấn đề táo bón ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ lại khá là phổ biến. Bởi vì sao? Các bệnh nhân này có một cái chế độ kiêng khem nước khá là nghiêm ngặt, rồi quá trình lọc máu lại phải rút cân làm cho cơ thể khá là khô, rồi các bạn lại ăn một chế độ ăn kiêng nữa. Chính vì thế nên là cái tỷ lệ táo bón ở nhóm bệnh nhân lọc máu chu kỳ khá là cao. Các nghiên cứu họ lại thấy rằng là táo bón thì nó có những cái cơ chế liên quan trực tiếp đến các bệnh lý, các cái biến cố về mặt tim mạch, ví dụ như xơ vữa,
mạch máu, ví dụ như là suy tim, ví dụ như tai biến, và do đó nó ảnh hưởng cả đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Vậy thì các cái guideline khuyến cáo chúng ta phải ăn đủ chất xơ, kể cả chúng ta đã lọc máu chu kỳ, chúng ta có những cách để làm sao ăn đủ chất xơ, và chúng ta có một cái chế độ vệ sinh, ví dụ đại tiểu tiện nó khoa học, ví dụ như nhu động đại trực tràng buổi sáng là khá là tốt. Ví dụ như sau khi đi vệ sinh, chúng ta có thể phải vệ sinh, phải sử dụng xà phòng hay nước muối để vệ sinh cái vùng hậu môn, hay thậm chí chúng ta có thể thụt nước để làm cho phân lỏng ra để tránh cái tình trạng táo bón. Và do vậy thì yếu tố này cũng rất là quan trọng và được các guideline nhấn mạnh, chúng ta cần phải ăn đủ cái chất xơ mỗi ngày, và từ 20 gram chất xơ trên ngày đã được khuyến cáo. Có những thực phẩm mà chúng ta thấy rằng nó có khá là nhiều chất xơ, ví dụ như những thực phẩm như lúa mì, gạo, kê, các loại ngô đậu hay khoai chúng ta hay ăn trong trường táo bón thì chất xơ khá là tốt ạ. Rồi các thực phẩm có chất xơ vừa phải, ví dụ từ các nhóm trái cây hay rau. Tuy nhiên thì các bạn phải chú ý một cái cách chế biến đúng, tôi sẽ nói ở phần sau liên quan đến tăng kali máu. Nói đến bệnh nhân lọc máu chu kỳ, chúng ta phải nói đến vấn đề tăng kali máu. Đây là một cái ion trong máu nó khá là phổ biến. Các bác sĩ thận thường xuyên kiểm tra các cái chỉ số này và thường xuyên trao đổi với bệnh nhân. Bởi vì sao? Khi kali máu tăng cao, nó tác động trực tiếp lên cái hệ tim mạch, làm cho biến đổi điện tim, làm nhịp tim chậm đi, thậm chí là ngừng tim. Mà các bạn biết đấy, bệnh thận mãn tính giai đoạn cuối thì khả năng đào thải gần như là không có, và kali chủ yếu được loại bỏ trong quá trình lọc. Thế những cái ngày mà không lọc thì bệnh nhân hoàn toàn có nguy cơ tăng kali máu. Do đó chúng ta phải lựa chọn những cái thực phẩm mà có cái kali máu nó thấp, hay chúng ta phải có cách chế biến đúng để làm sao tránh cái tình trạng tăng kali máu. Và những bệnh nhân mà thường xuyên bị tăng kali máu, mặc dù mình đã điều chỉnh những cái chế độ ăn thích hợp, mặc dù mình đã loại trừ đi những cái nguyên nhân khác, ví dụ như suy tiêu hóa, ví dụ như các cái hấp thu kali bất thường khác từ đường tiêu hóa, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc hấp thụ kali, ví dụ như Calimed, ví dụ cây salad, hỗ trợ thêm trong những cái ngày không lọc máu. Đây là những cái thực phẩm chúng tôi liệt kê ra mà nó có cái nồng độ có cái kali trong các thực phẩm này khá là cao, ví dụ như các loại rau, rau dền, rau muống, rau mồng tơi, rau bắp cải, nấm rơm, củ cải trắng hay đậu cu ve hay su hào, hay những loại trái cây có những màu vàng đậm như cam, nho, chuối, bưởi, dâu, dưa, nhãn. Hầu như là gần hết các loại thực phẩm mà chúng ta thấy là ngon rồi. Rồi một đặc biệt nữa, nếu các bạn anh chị nào thích ăn những cái loại hoa quả sấy, thích ăn các loại hạt sấy, thì các bạn lưu ý rằng là kali trong này khá là cao nhé, và chúng ta tuyệt đối nên hạn chế những thực phẩm này. Nhưng nếu mà chúng ta kiêng khem như thế thì tôi thấy rằng là hầu hết là các cái thực phẩm chúng ta phải kiêng. Vậy thì sống mà không được thưởng thức những cái nhóm thực phẩm này cũng là chất lượng cuộc sống cũng là thực sự là không được tốt. Chính vì thế gần đây người ta đưa ra thêm các cái khuyến cáo về việc làm sao chúng ta chế biến để giảm thiểu cái lượng kali này trong trong các thực phẩm này. Đầu tiên là các bạn đấy, về mặt hoa quả, các bạn hoàn toàn có thể ăn với một số lượng nhiều hơn những ngày mà không lọc máu ở đầu buổi lọc, và khi quá trình lọc diễn ra thì các kali máu này được đào thải hoàn toàn trong vòng 2 tiếng đầu buổi lọc đó. Còn đối với rau là một trong những cái yếu tố mà cung cấp cái chất xơ khá là tốt, thì chúng ta sẽ có những cách để chế biến. Đầu tiên chúng ta có thể ngâm rau sau khi cắt nhỏ với một thời lượng khá là lâu, ít nhất là 2 giờ, thì cũng làm giảm cái lượng kali khá là cao. Những bệnh nhân của tôi hay khuyến cáo bệnh nhân là có thể, nếu mà có thể ăn được những cái rau mà nó hơi nhừ một tí, nó không giòn, thì chúng ta có thể luộc kỹ bỏ cái nước đầu, cũng làm loại bỏ khá là lớn cái hàm lượng kali trong các thực phẩm này. Tất nhiên chúng ta phải đánh đổi mất đi các cái vitamin khác nữa. Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể ăn được
hầu hết các cái nhóm thực phẩm mà chứa kali máu cao mà không gây nên cái tình trạng tăng kali máu của những ngày không lọc máu. Và tất nhiên chúng ta cần phải biết được những cái dấu hiệu mà có tăng kali, ví dụ như chúng ta thấy chân cơ chân tay yếu, ví dụ chúng ta có những cái biểu hiện tê đầu lưỡi hay nhịp tim chúng ta chậm dần, chúng ta phải gặp ngay các bác sĩ để làm các xét nghiệm và để xử lý ngay cái tình trạng tăng kali máu. Rồi một vấn đề nữa mà nhiều bệnh nhân cũng hỏi đó là lượng muối chúng ta ăn vào là bao nhiêu. Thực sự là khi đối với bệnh nhân của chúng tôi, đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà chưa được quản lý bệnh thận mãn tính mà vào trong cái tình trạng bệnh thận giai đoạn cuối luôn và phải lọc máu cấp cứu rồi chuyển sang lọc máu chu kỳ, thì thực sự họ chưa có một cái chế độ ăn được huấn luyện từ trước. Do đó cái việc mà một chế độ ăn nhạt thực sự là khó đối với bệnh nhân này. Chúng tôi thường khuyên bệnh nhân tập giảm dần cái mức độ ăn nhạt để làm sao đạt được cái khuyến cáo của guideline, đó là chúng ta chỉ ăn được khoảng 100 mmol natri trên ngày. Nếu chúng ta quy đổi ra ra natri clorua, tức là muối chúng ta thông thường ấy, thì nó sẽ ăn được độ 5,8 gram muối trên ngày nhé. Tất nhiên thì đây là muối tinh, nếu mà cái loại muối mà chưa tinh, muối chưa qua chế biến, nó có cái lượng nước là chúng ta có thể ru gì hơn. Và chúng tôi, nếu mà bệnh nhân có những cái cân tiểu ly, cân nhỏ thì chúng ta có thể đo chính xác được. Tuy nhiên nếu trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, chúng ta thể ước lượng qua một cái thìa cà phê là hoàn toàn có thể lấy ra được khoảng 5 gram muối trên ngày của quý vị ạ. Ngoài ra chúng ta cần phải chú ý rằng lượng muối này nó có ở các cái thành phần gia vị khác, ví dụ như từ bột nêm, bột ngọt, nó cũng có gốc muối ở trong đó. Ví dụ như trong máu mắm của chúng ta ăn cũng có khá là nhiều muối, do đó chúng ta cũng phải cân đong, chúng ta cũng phải hiệu chỉnh cái lượng muối dựa trên các cái gia vị chúng ta ăn vào nữa. Và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có tăng huyết áp thì cái vấn đề kiểm soát muối đầu vào, hay là những bệnh nhân mà có thường xuyên có cái tình trạng thừa cân quá tải dịch, hay là thường xuyên có cái cảm giác khát nước, thì cái vấn đề kiểm soát muối này cũng thật sự là quan trọng đối với bệnh nhân. Những bệnh nhân mà có cái huyết áp thấp, thường xuyên bị huyết áp thấp hay tụt huyết áp trong lọc, thì chúng tôi có điều chỉnh cho cái lượng muối này ăn tăng lên một chút, thậm chí trong dịch lọc của bệnh nhân chúng tôi điều chỉnh lên ở cái mức ngưỡng cao nhất để làm sao cái cuộc lọc an toàn và tránh cái tình trạng tụt huyết áp cho bệnh nhân. Một yếu tố nữa chúng tôi cần phải nhắc đến đó là cái lượng nước uống các anh chị ạ. Lượng nước uống khá là quan trọng. Tại sao lại như thế? Bởi vì các anh chị mà uống nhiều nước thì các anh chị bị phù, bị thừa cân nặng hơn, các anh chị có thể bị khó thở, phù phổi cấp và buộc lòng phải đi lọc máu cấp cứu, thậm chí có những tai biến biến cố tử vong đó. Vậy thì cái lượng nước được uống vào, được ăn vào như thế nào, ta tính toán dựa trên cái lượng nước tiểu tồn dư, và nó có một cái công thức khá là chung chung, đó là lượng nước cả ăn và uống các anh chị nhé, bằng 500 ml cộng với cái lượng nước tiểu tồn dư trên ngày, trên 24 giờ của quý vị. Ví dụ như quý vị còn đi tiểu được khoảng độ 200 ml chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể cả ăn và uống được khoảng 700 ml trên ngày. Do đó mà tại sao những bệnh nhân mà được điều trị bảo tồn được lượng nước tiểu, kể cả khi đã lọc máu chu kỳ, thì cái chất lượng cuộc sống của họ nó sẽ tốt hơn, cái mức mà chúng ta phải rút cân nó sẽ ít đi, cái lượng nước uống, cái lượng của ăn mình lựa chọn nó sẽ dễ dàng hơn và đời sống nó cũng cải thiện từ đó. Các bạn cũng lưu ý rằng thì có nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi thì các bạn tính lượng nước chỉ để uống thôi, ví dụ các bạn uống nước thôi, các bạn lại không tính lượng ăn, ví dụ như ăn các bạn ăn canh nhiều, các bạn không tính vào đó, và do đó thì tình trạng phù lại tái diễn chẳng hạn như thế. Do đó thì tôi lưu ý rằng các bạn thì tính cái lượng nước này bao gồm cả lượng nước ăn, cả nước uống. Và một số bệnh nhân cũng khá là cũng thực tế, khi mà đến với chúng tôi nói rằng tôi ăn uống theo đúng cái khuyến cáo của bác sĩ, tuy nhiên nó vẫn bị thừa, thì tôi hỏi ra thì các
bạn các bác bệnh nhân lại không tính cái lượng nước dùng để uống thuốc đó, nên là chúng ta phải tính tổng cái lượng nước uống, thức ăn, kể cả cho việc uống thuốc của bệnh nhân thì đều được tính chung vào đó. Và chúng ta nếu chúng ta mà có cái nghiêm ngặt về mặt kiểm soát lượng nước uống, nghiêm ngặt trong cái việc kiểm soát cái tăng cân thứ hai kỳ lọc, thì chúng ta sẽ rút cân trong mỗi buổi lọc ít đi. Và cái việc rút cân trong mỗi buổi lọc ít đi nó có khá là hữu ích cho cái hệ tim mạch của các bạn. Ví dụ các bạn tưởng tượng vào tim chúng ta, sau khi chúng ta hút rút cân một lượng ít thì cái lượng cân nặng tăng giữa hai cái kỳ lọc nó nhẹ lên, và cái tim của bệnh nhân, hệ tuần hoàn của bệnh nhân nó chỉ chịu một cái thể tích tuần hoàn cho phép. Tuy nhiên những bệnh nhân mà kiểm soát cân khô không tốt, uống nước không kiểm soát, thừa cân liên tục thì tim lúc nào cũng chịu một cái thể tích tuần hoàn khá là lớn, rồi bệnh nhân rút kiệt đi thì lại gây ra cái tình trạng khát nước và lại uống nhiều vào cái vòng xoắn đó, làm cho tim bệnh nhân nặng lên, suy tim nặng lên và dẫn đến tử vong. Đó, một yếu tố này cực kỳ quan trọng đối với bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Tóm lại khi chúng ta ngoài ra chúng ta cũng phải bổ sung thêm những cái yếu tố vi lượng, những các vitamin dựa theo trong cái khuyến cáo thì người ta không có khuyến cáo chúng ta bổ sung một cách định kỳ đâu ạ, mà chúng ta khuyến khuyến cáo bổ sung khi chúng ta thiếu, ví dụ chúng ta thiếu axit folic, ví dụ chúng ta thiếu sắt, ví dụ như chúng ta thiếu canxi, ví dụ như chúng ta thiếu vitamin D hay kém, hay nhóm vitamin B1, thì các bác sĩ sẽ kê những cái nhóm bổ sung cho chúng ta dựa trên cái tình trạng của mình. Tóm lại đó là một cái chế độ ăn phòng ngừa. Và